Đây vừa mới làm xong cái con siêu phẩm này các bạn ơi. Đây. Con này là quy tụ của những cây gì khủng long bạo chúa nhất của mình các bạn nhá. Công suất của nó rất là lớn đây. Các bạn có thể thấy là nó đang gánh cái nồi gánh cái bếp từ 2100W đây các bạn này. Đấy. 2100W này. Coi tạm thời tắt cho đỡ kêu nhá. Đang đun sôi ngục. Đấy. Thì cái bếp từ 2100W mà nó còn gánh được thì chả có cái gì mà nó không gánh được cả các bạn ạ. Máy hàn này mình vừa test toàn những cái tải nặng này. Máy bơm hơi này các bạn này. Con bơm hơi này nhá, công suất của nó thì nó cũng nhỏ thôi. Con này chạy khi bơm hơi thì nó là 750W này. Nó gánh cùng với lại cái bếp này này. Đấy. Nhưng mà khi khởi động lên con này lên nhá, khởi động con này nó phải ăn 3000 các bạn nhé. Khởi động con này không hề đơn giản tí nào. Con này điện yếu không hề khởi động được nhé. Con này mà điện yếu thì không thể khởi động được. Thế mà cái cục kia nó chơi phát một. Thì đây này quay cho anh em xem thôi. Mình vừa mới làm xong. Thì cái con này nó là đây. Để mình tắt nó đi nhá. Đấy. Thì các bạn nhìn cái mặt trước là quen không? Nó mặt trước này nó là cái mặt của cái con đây đây. Nó là cái của cái con này này. Của con Hybrid Solar Inverter của mình này. Mình phá rồi. Đấy. Mình cắt cái vỏ của nó này. Đấy. Mình cái vỏ mình còn vứt đây này. Thì nó là cái con Hybrid 3000 các bạn ạ. Phiên bản sạc PVKM. Thì cái phần sạc mặt trời của nó đã mình bỏ đi rồi. Còn cái phần sạc điện lưới này. Con này sạc điện lưới của nó rất là tốt. Và cái phần kích điện của nó cực kỳ trâu bò luôn. Mình đánh giá cái phần inverter của Sudo thì cực kỳ là trâu bò luôn. Nó chạy nó kéo cùng một lúc cả bếp từ 2100W với khởi động được cái máy nén khí này 750W này là cả một vấn đề đấy các bạn nhé. Cả một vấn đề luôn. 3000 của nó là 3000 công suất thực mà nó rất là trâu bò. Đấy. Còn bên trong này tí mình sẽ cho các bạn xem sau. Thì tất cả này nè, mình đựng hết ở trong cái này. Nó là cái gì vậy? Cái này nó là cái ổn áp đấy. Cái ổ áp của ruler 7,5 kg. Thì cái ngoại thất của nó như thế này. Đấy. Mình cho hết vào trong đây. Đấy. Còn dây cái phần sạc hết điện thì sạc ấy thì mình đã quấn mình đã thiết kế cho nó một cái quấn vào đây rất là tiện lợi rồi. Không cần phải rắc cắm các bạn nhá. Hết điện cái lại rút này ra cắm vào điện lưới luôn. Thì nhà mình nó có một cái năng lượng mặt trời ấy, nó đi xuống dưới sân này. Thì bây giờ nó nạp cái cục pin năng lượng mặt trời của mình bên trong, nó nạp có tiếng đầy. Còn lại dư điện thì để nó phí quá. Thì đâm ra mình thiết kế ra cái này. Thì cái bên trong cái pin này tí mình sẽ cho bạn xem. Đấy. Thì ngoại thất này, cái con này là mình dùng cái vỏ của cái con ổ áp 7,5 kg. Nó rất là chắc chắn luôn. Bên trong nó nguyên bản của nó có nó chứa một cái biến áp rất nặng nên là cái vỏ nó cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, các bạn thấy chưa? Thì em nhé. Rồi, em này nó như thế này. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nội thất bên trong nó như nào nhá. Mình đã thiết kế những cái gì bên trong đấy nhá. Nói chung cái con này mình làm ra để mình dùng nên là mình chơi toàn hàng khủng thôi. Toàn hàng khủng thôi. Vừa mới làm xong các bạn ạ. Đấy. Con này con vứt đây này, cái bộ vỏ nó này. Mình dùng toàn hàng khủng thôi. Bật ra này con này nó như cái đấy. Nó là cái con Hybrid Solar Inverter bình thường thôi. Đấy, hiển thị này, các thông số luôn. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem bên trong nhá. Đang quay ngoài kia thì người ta đến, người ta làm, người ta lấy trấu, đâm ra là phải chầu đây. Thì phải xem bên trong thì các bạn mới thấy được cái hàng của con này nó khủng thế nào. Nói chung ở trong cái bộ này mình chơi toàn hàng khủng thôi. Thì đằng sau nó là cái sạc điện lưới các bạn nhé. Sạc ấy, cục sạc của nó. Thì mình đã thiết kế cho nó 4 con vít vào đây để cuốn dây luôn xung quanh. Không có rắc cắm rắc kiếc gì hết các bạn nhé. Như này mà tiện lợi nhất, an toàn nhất, tiện lợi nhất. Lúc cần nạp điện cái tháo dây ra cắm luôn. Còn không lại quấn gọn vào như vậy mới an toàn nhất. Còn thiết kế cái rắc kiểu nồi cơm điện ấy, cắm vào đây cũng không ăn thua các bạn nhé. Lúc các bạn cần sạc thì các bạn lại phải đi tìm một cái cáp để các bạn cắm vào, hơn thua. Thì đây, thì như mình đã nói đây, bên trong của nó là nguyên cái hệ thống nội thất của nó này. Nó của cái con
Sure 3000W 24V. Và cái pin của nó đây, bên trong là mình sử dụng cái lõi pin của nó là pin 100Ah 24V của Hi-Star, pin hãng của Hi-Star luôn. Đấy. Thì cái chỗ này các bạn nhá. Các cái mạch này. Ở những nơi nào nhá, đây là mạch cân bằng 5.5A. Nơi nào nó có những cái linh kiện nó dày xin chít này, mình bắn silicone mình phủ hết để tránh trường hợp những cái máy này ấy, nó là cái máy công nghiệp. Máy công nghiệp nó sẽ hoạt động ở những nơi nó có cái bụi bặm và có những cái mạt sắt. Ví dụ như mình đem cái máy này đi để mình hàn thì nó sẽ có mạt sắt hoặc có bụi bặm, thì vô tình nhá nó thổi vào trong đây ấy là nó cháy cái mạch này. Tất cả này, những cái thành phần xử lý đầu não này, đây gọi này, đấy, những cái chỗ nào nó xử lý đầu não này là mình sẽ phủ silicone cả mặt trước mặt sau luôn. Đấy, thì tổng quan nội thất của mình, cái con này của mình nó như này. Thì cái này nó tích hợp với hai cái bo này, cái bo main chính của nó nhá. Thì nó tích hợp hai cái, thứ nhất là kích điện xin chuẩn 3000, đây cái phần dưới này, chia cái nhôm này làm đôi. Đây, chia nhôm này làm đôi, cái nửa trên nó là cái cục sạc của nó. Con này nó sạc được tối đa là dòng 30 hay 50A sạc điện lưới. Thì nếu như nó sạc với cái dòng 30A thôi nhá, giả sử vậy nhá. Đây cái biến áp của nó, biến áp sạc này. Nó rất là to này. Biến áp sạc và biến áp kích to bằng nhau. Thì nếu như nó sạc với cái dòng 30A thì nó cục này mình vắt hết điện của nó nhá. Nó sạc 3 tiếng rưỡi đầy. Đấy, cũng khá là nhanh cho một cái thiết bị tích điện công suất lớn như thế này. Con này nó tích đầy điện, nó tích được hết công suất nó là 2,5 kg. Đấy, 2,6 kg nhưng mình gọi là tròn là 2,5 kg. Đấy, nó sạc 3 tiếng đầy. Còn cái phần kích của nó được công suất 3000W nhá. 3000W này là 3000W thực nhá các bạn nhá. Không phải khởi động đâu. Hàng Sure không vớ vẩn được đâu. 3000 của nó là 3000W thực. Đấy. Thì như các bạn thấy này, mình kéo cái máy hàn 2500W. Kéo cái bếp từ 2100W cộng với lại cái máy nén khí, cứ gọi như khởi động cái con máy nén khí nó đớp 3000 đi, vô tư không vấn đề gì cả, không sập nguồn, không làm sao cả, mà chỉ có cái thằng kích này mới kéo được cái máy bơm to này của mình các bạn nhé. Sáng nay mình thử rồi, đây mình ở đây có một cái máy bơm 2,5 kg 1,7 kW này, nó chạy cái motor 1,7 kW này, mà cái con này không có một thằng kích nào có thể kéo được nó khởi động lên, nhưng mà mặc dù không tải. Đợt lâu mình có cái con kích điện 6000W này, các bạn cũng biết này, mình cắm vào đây là máy là rú luôn. Cả cái con Siabo 2000W cắm vào đây mặc dù nhiều công suất hơn nhá. Con này chưa ăn hết được kích điện của công suất của kích điện, nhưng con Siabo khởi động 4000 liên tục 2000 mà cũng không khởi động con này. Trong khi đó cái con này khởi động được các bạn. Đấy, thì các bạn biết là trâu bò như nào rồi. Trong cái con này mình sử dụng toàn hai phần trâu bò lợn gà thôi. Đấy, cái pin của nó mình cũng dùng pin tốt, pin mới luôn. Và ở đây trên cái quả pin này, thứ nhất là bên dưới mình đã dán băng dính xốp này. Đấy, mình lột ra một nửa mình dán thôi, để trừ trường hợp là dán hết. Sau này cái pin này nó cũ, nó hỏng thì nó nhấc lên nó khó, nên mình lột ra còn nửa thôi. Còn một nửa mình không lột. Đấy, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó mình là rằng cho nó bằng khung sắt luôn, nên là bao bền luôn các bạn nhé. Dây dẫn vào kích này chơi hẳn dây 6A WG, to hơn ngón tay út này, 6A WG luôn đấy nhá. Yeah. Cực âm cũng đã bắn vào cái xương của cái khung này rồi, nên là nó đảm bảo an toàn luôn. Thì cái này có một cái vấn đề là cái mặt hiển thị của nó đây, cái phần hiển thị đây đấy là nó dài quá, nên là chỗ này mình phải câu dây. Hôm qua cầu ngồi câu sấp mặt luôn. Cái dây hiển thị này nó có 10 dây câu. Mình các bạn thấy mình cắt ra này. Đấy, xong mình câu dài dài, nó đi đến tận đây cơ. Đấy, 10 dây ngồi câu sấp mặt luôn. Thì hôm nào mình sẽ có hướng dẫn cho các bạn là cái mẹo để có thể câu những cái dây này để cho nó nhanh gọn và tiện lợi nhá. Đấy, đây này, cả ổ cắm đầu ra này, công tắc bật tắt này, mình cũng dùng hàng của Panasonic luôn, dùng hạt hàng xịn của Panasonic luôn. Thì cái con này nhé các bạn nhé, khi bật lên thì nó sẽ có giao diện của một cái con inverter hybrid. Đấy,
và cái quạt kia nó sẽ chạy theo nhiệt độ nhá, nóng thì nó sẽ chạy nhanh và mát thì nó sẽ tắt. Đấy, tí nó tắt giờ này, lúc khởi động nó sẽ bật lên. Đấy, thì cơ bản là nó không còn cái chỗ nào để bắn quạt. Đấy, nó tắt rồi các bạn, không còn chỗ nào để bắn quạt. Mình cũng không muốn động gì đến cái thùng này, bởi vì cái không gian ở trong cái thùng này nó còn khá là rộng, nó không gian nó rất là rộng, nên là mình sẽ dùng luôn cái quạt ở bên trong cái thùng này, không cần phải thổi gió ngoài vào, bởi vì cái thùng này hai bên nắp của nó rất nhiều kẽ hở, cả đằng trước đằng sau nữa rất nhiều kẽ hở, nên là nó cũng đảm bảo lưu thông gió của chúng ta. Đấy, và có một điều là cái máy này này, cái máy solar inverter này này mà không có quạt nhá, rút dây quạt phát nó báo lỗi luôn, báo lỗi lên trên mặt này. Trong cái video, ngay cái video trước của cái video này này, mình đã có một cái đoạn test mình không cắm quạt và cắm và nó sẽ báo lỗi. Và mình hôm đó thì mình không biết tại sao. Đấy, sau khi cắm quạt vào nó mới hết báo lỗi. Đấy là do là cái kích này nó không tìm thấy quạt nhá các bạn nhá, không tìm thấy quạt sẽ báo lỗi. Đấy, con này nó lại thông minh, nó ưu việt như vậy. Đó, anh thấy chưa? Về khối pin thì mình vẫn sử dụng mạch Daily, mạch này là mạch huyền thoại luôn các bạn nhá. 8S24V100A, mạch cân bằng 5.5A. Tất cả là gia cố chuẩn chỉ rõ ràng rồi, ok rồi. Giờ chỉ có cắm vào là sử dụng luôn thôi. Thì sở dĩ là mình mới lắp cái hệ thống năng lượng mặt trời mới là nó dư điện, nó dư quá nhiều điện luôn các bạn ạ. Đây cho các bạn xem, đây nắng nắng một chút nhá, hôm nay có nắng nắng một chút này. Bây giờ là cứ gọi như là 3 giờ chiều ấy. Thì cái hệ thống này của mình này nó nạp đầy từ lúc nào không biết các bạn nhá. Nếu như phun nắng thì cái cục pin 48V100Ah của mình đây bây giờ đang nạp đầy các bạn này. Đấy, nó không nạp nữa, đây là không nạp nữa này. Cái cục pin 48V100Ah này của mình nếu như ngày nắng mạnh ấy, ngày nắng đủ ấy, nạp một tiếng là đầy điện. Để mình bật cái điện lên các bạn cho xem dễ nhá. Đấy, rồi nó làm 1 tiếng đầy điện, bởi vì mình phải tính là miền Bắc này những cái ngày nắng đủ thì nó rất là ít, còn bình thường là những ngày mà nó không nắng lắm. Đấy, hiện tại nó sạc đầy rồi này. Đấy, những ngày mà nó không nắng lắm thì chúng ta phải tính xem là những ngày không nắng thì nó vẫn phải nạp được đầy điện cái cục đấy, nên là đâm ra là như vậy thì nó sẽ cái số lượng pin mặt trời ấy, trên pin lưu trữ nó phải nhiều. Đấy, còn 4 tấm này thì mình gửi cho Vũ Sĩ Trường này, hết ngày hôm nay sẽ có mất có thời gian để gửi, đang rửa giấy sạch sẽ cho nó phơi khô rồi cho nó sạch sẽ đem đi vận chuyển đi vào trong Bình Phước. Đấy, khi mà ở miền Bắc cái hệ thống của mình mà nắng như này này đang quá dư điện luôn, đang dư quá nhiều luôn, thì mình thiết kế ra cái này để tải vợ đi buổi tối đem đi chơi dùng, buổi tối kéo ra ngoài ngõ, cái này chạy cái máy chiếu thì được khoảng 30 tiếng là hết điện. Buổi tối nó cứ chiếu bóng đá tiện ga đi, ban ngày về nạp, nạp đầy tối lại đi chơi. Đấy, vì trong là cái không gian của cái cục này nó vẫn còn quá là nhiều, vẫn còn thôi. Nói chung là cái cục, cái vỏ của cái ổn áp 7,5 kg này chế cái này quá đẹp luôn các bạn nhé, không phải ăn cãi gì cả, quá đẹp luôn. Đấy, đến chỗ này mình có thể chế được là cục 24V 160A hoặc 200A là thoải mái này. Nhưng đây mình sẵn thì mình dư ra đây, mình có hai khối 24V 100Ah ở trước đây, mình vẫn còn dư ra. Đấy, dư ra cái cục này nữa. Nếu mình không cho vào, không dùng 100Ah là được rồi. Đấy, từ hôm nay giới thiệu các bạn cái máy của mình thôi. Đây này, máy Hàn Hankit này, mua về vẫn cả tháng trời còn chưa review được anh em này. Đấy, chuẩn bị lên video cho anh em xem thôi. Giới thiệu anh em con trạm phát điện lưu động của mình. Nói chung mình có đặc biệt đam mê với những thiết bị mà nó tích trữ năng lượng nha. Đó, pin này, acquy này, năng lượng mặt trời này, rồi là tích điện di động này. Các bạn có thể thấy là mình trên kênh mình chế rất là nhiều cái cục tích điện di động này. Đấy, bởi vì đam mê. Ok, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.